lời. Vâng, Gregmin hỏng tôi rồi, Kami ơi. Vâng, chim sẻ nắng là người được cầm Min Hoan ở trong trận đấu này, và Mạnh Hào chỉ là người cầm Greg mà thôi. Và trong đó BB là người được cầm Hitty, và game thủ bên lớp là người được cầm Summer. Và cảm ơn anh Nguyễn Hữu Thắng đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 50 sao. Thì cảm ơn anh Olim Sap Feti đã gửi tặng sẻ 50 sao nữa. Vâng, đây là bãi quả đầu thì game thủ Mạnh Hào, và đấu được cầm Greg quả đầu 6 cây và hiểu thấy rồi. Vâng, đây là bàn máy của game thủ chim sẻ. Vâng, cả sẻ cả Hào trận này đều toang và Quân là yếu hơn đối phương rất nhiều. Trận này sẽ là người cầm Min Hoan. Với một bài đấu mà đội bạn xấu lên đời muộn, con Hitty không lên đời này, con Summer ép đời bình thường, Hào lên đời khỏe, sẽ lên đời được, khung nhà chuyển cung A gì gì đó, chém ưu lấy lợi thế thềm đầu thì chúng ta hoàn toàn có cửa trước cặp lôi về lớp và BB. Quân nó chỉ quyết định đến 20% tỷ lệ thắng của một trận đấu. Vấn đề là bài vở cơ. Bài vở nó quyết định đến 60% tỷ lệ thắng của một trận đấu. 60% tỷ lệ thắng nó quyết định qua bài vở. Xin lỗi, 70%. 70% tỷ lệ thắng của một trận đấu nó quyết định qua bài vở của các game thủ. Còn Quân nó chỉ đóng vai trò 20% và 10% còn lại nó thuộc về trình độ của game thủ. Chúng ta liệu có vượt khó được trận đấu này không thì hãy cùng chờ. Sẽ nó bầy hiêu về nhà chính của bầy hiêu 6. Đây là con máy của game thủ Mạnh Hào. Như vậy là có voi, có một đôi voi, một bầy hiêu này tươi. Đây, bầy hiêu nó lùa về gần vàng luôn, tươi đấy. Và một chú hiêu 4 thôi nhưng mà tí đóng hết nhân đôi là cũng gọi là có một cái gì đó lợi thế. Vâng, có quả phụ chưa? Đây rồi! Tôi đã bảo các bạn rồi. Quan trọng nó là bài vở, chứ không phải quan trọng là những đơn vị gì gì đó. Vâng, không biết là anh nào lại tặng 200k và thẻ điện thoại được, anh toàn tặng thẻ này. Vâng, xin cảm ơn anh Tam Thất đã gửi tặng em 200k nữa, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Tam Thất rất nhiều ạ, thank you anh. Đây rồi, bài Mạnh Hào mình nghĩ là ổn rồi đấy. Anh em cứ hết sức bình tĩnh, mọi thứ nó sẽ còn quyết định ở về sau. Mọi thứ nó sẽ quyết định ở sau. 10% phụ thuộc bình luận viên rồi. Vâng, 10% tỷ lệ thắng trận đấu lại quyết định vào bình luận viên này, chết em. Vâng, anh em phải hết sức bình tĩnh em ạ. Thẻ điện thoại không dùng hết cứ bán cho em cũng được anh ạ, ok em ơi. Và mình tập trung từ từ đã, xe máy xẻ đi. Đây là con máy game thủ chim sẻ. Như vậy sẻ cũng có quả phụ anh em ạ, phải nói nhỏ nhỏ thôi. Sẻ cũng có quả phụ đấy. Tí nữa phải xem time cho bài vở đối bạn như thế nào. Anh em hết sức bình tĩnh. Anh em phải hết sức bình tĩnh. Vâng, lùa hiêu về rồi. Rồi, giải quyết thêm 7 hiệu nữa đến từ cái thủ chim sẻ nắng, cũng có chiếc bên nhân đôi luôn. Hết sức bình tĩnh anh em nhá. Anh em phải hết sức bình tĩnh. Vâng, cơ cấu thêm 7 hiệu nữa. Cứ từ từ trận này mà thắng tôi gáy nó nát gáo luôn. Vâng, 26/28 dành cho game thủ chim sẻ đang ngắm nghía thế nhà. Hình như là muốn đánh cung A. Hình như là muốn đánh cung A, không biết có đánh hay không. Đây sẽ là BB. Để bo từ mặt nhà game thủ Mạnh Hào góc 6 giờ lên. Và phải nói bé thôi anh em ạ, phải nói bé. Chúng ta phải nói bé. Anh em đợi mình chút nha. Vâng, thông tin báo về lớp mọi người lên sớm anh em ạ. Về lớp mọi người lên sớm, cứ từ từ đã. Vâng, đánh thẳng cung A đến từ cái thủ chim sẻ. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng thôi.
vài trẻ đánh thẳng công A sợ quá. Vâng, không dám nói to anh em ạ, sợ đội bạn nghe thấy. Đây là máy game thủ Mạnh Hào, xem Mạnh Hào chém đi. Ba Mạnh Hào cầm Grake. Vâng, thêm đôi voi nữa thì game thủ Mạnh Hào, lực của Mạnh Hào trận này vẫn đang là rất khỏe. Lực của Mạnh Hào trận này vẫn đang là rất khỏe. Siêu khỏe luôn anh em ạ. Bây giờ trong có đôi voi bãi quả đang ăn dở, cả mấy con hiêu đang bú ở đây nữa. Vâng, cảm giác phải nín thở bóp cò đấy. Trong nội dung hai Vâng, như vậy là sẻ đã bắt đầu bị chơi vào rồi thì phải. Đây, thủ chim sẻ đang đúng là như vậy. Như vậy là BB là người đánh chém. Vâng, có tê thủ đến chim sẻ nắng rồi. Có bài chúng ta đã lên cung à. Vì trận này lên đời sớm hơn đội bạn. Vâng, 30.000 anh em đang xem nhưng mà tôi không dám nói to. À, bây giờ nói to được rồi chứ. Ra đi trẻ lên cung A, trận này lên thẳng qua được chưa? Vâng, báo đội bạn biết vì đội bạn biết rồi. Vâng, nào có tê đẩy loang quang đều bàn máy game thủ Mạnh Hào để xem anh chém được ai không. Như vậy là bị chỏng chết một dân đều Mạnh Hào rồi. Không, như vậy là trận này B lên đời sớm nhất bản đồ với ba đấu được cầm. Vâng, Hitty, vâng Hitty của BB là người đánh chém. Như vậy hình như đội bạn đánh hai chém. Ô, đội bạn đánh hai chém đi tươi đấy. Vâng, như vậy đây là con lạc đà BB. Đó. Đèn thế là rời. Cay thật anh em ạ, phù đen tôi vừa rồi B là người ta sang nhà của game thủ Mạnh Hào để chơi. Vâng, bài B lên đời sớm nhất map, chúng ta ăn được con giò của game thủ BB. Đây là mặt máy của game thủ chim sẻ. Đấy, sẻ chưa bị công cái gì vào đây. Ui, còn cả bãi quả bên ngoài, sẻ có thể ra ăn bãi quả này luôn, lấy thêm lực. Lấy thêm lực, lấy thêm lực, lấy thêm lực. Lấy thêm lực không vỡ anh em ạ. Vâng, tham lại được số là 34 trên 64 dành cho thủ chim sẻ nắng. Cung A một áo đấy, người thủ chim sẻ. Nhà thực ra cũng chưa bo bế kín đâu mà. À vâng, và bên lớp là người đánh cung R của Summer. BB cầm Hitty là người đánh chém. Ok. Vậy là Mạnh Hào đang đi được cung R của thủ bên lớp này. Và Mạnh Hào cầm Grape đang đi được cung R bên lớp, tham lai là 27 trên 52 trận này. Và trận này chúng ta vẫn đang còn nguyên cửa anh em ạ, cứ từ từ. Vẫn đang còn nguyên cửa, hết sức bình tĩnh. Vâng, tham lai là 27 trên 48 dành cho game thủ Mạnh Hào ở trong trận thiếu này đang ra thêm ruộng để chơi. Cung R bên lớp đang bị đì đây, vâng, Mạnh Hào đang bị về lớp tạt sang để bắn phủ. Về lớp đang muốn tạt sang bắn phủ của game thủ Mạnh Hào. Vâng, cần phải bắt được lạc đà của BB trước. Vâng, cần phải bắt được những con cung R của BB trước. Vâng, Mạnh Hào đang giấu phủ mình đi để có thể lừa 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 bắt lạc đà của game thủ BB. Đi cầm Hitty, đây là mặt máy của game thủ chim sẻ. Sẻ đang có tham lai là 47 trên 64. Đây là nhà BB, cũng khung nhà và sẻ bắt đầu đẩy cung A luôn. BB là người đánh chém. Về lớp thì chưa có đông cung R của Sumerian. Vâng, tham lai được số là 50 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Bài đấu được cầm một minh hoàn. Vâng, 51 trên 64 dành cho game thủ chim sẻ. Như vậy là dân của Mạnh Hào bắt đầu chạy sang bên này rồi vì BB bán. Chỉ cần Mạnh Hào giữ tham đừng để đưa về thế trận 2 đánh 1 là chúng ta hoàn toàn còn cửa và nâng cấp tầm xa 7 cộng 4 cho cung A. Đây người thủ chim sẻ bi bắt đầu chuyển cung R rồi. Vậy đội bạn sẽ chuyển sang đánh hai cung. Sẻ cầm cung A min oan, đội bạn là cung R hit và cung R sum. Đây là mặt máy của cái thủ Mạnh Hào với tham lai đang số là 21 thôi, bị đội bạn hai nhà đánh 1. Đội bạn đang cố gắng giết chết Mạnh Hào để đưa về thế trận 2 đánh 1 các bạn ạ. Đội bạn đang cố gắng giết chết Mạnh Hào. Vâng, phù đến con lạc đà này BB. Vâng, phù đỏ đến Mạnh Hào tươi quá. Chém luôn cung R bi rồi. Vâng, tham lai Mạnh Hào là 22. Vâng, ôm dân đi ăn hoa trước cửa nhà game thủ chim sẻ và hồi lại bên nhà chim sẻ nắng thôi. Đây là màn máy của game thủ chim sẻ và một tên đi lỗi quần đến về lớp nhưng về lớp để ý mất rồi. Sẻ đang có khoảng gần một kích cung A của Min Hoan ở trong trận thiếu này. Vâng, liệu rằng sẻ có cân đôi được hai nhà đánh cung bên phía đối bạn là cung R hit và cung R summer hay không? Đi là người đánh chém thì ở đầu và sau đó sẽ là bài chuyển cung R của Hitty rồi. Vâng, đội bạn chuyển cung R hit chứ không phải là bài gì cả. Vâng, đội bạn một đánh to khỏe nhưng Mạnh Hào sẽ hồi lại và sẽ chơi những con chém Grake để đảo cho cung A của game thủ chim sẻ nắng. Nhưng Vên Lớp đang công vào mặt dưới này. Vên Lớp đang người công vào mặt dưới từ góc 6 giờ lên đến từ game thủ chim sẻ. Vâng, anh em nào nếu gặp phải hiện tượng giật lag thì các bạn vui lòng kiểm tra lại đường truyền mạng của mình. Vâng, chúng tôi vẫn đang theo dõi và có một máy ở cạnh để test đường truyền thì vẫn thấy hình ảnh xem rất là mượt.
thực sự là vậy. Mong em hết sức thông cảm cho 33.000 anh em đang xem. Nếu như giật lag quá thì chẳng có lý do gì như vậy cả. Và một lần nữa xin cảm ơn anh có đuôi số điện thoại 3 con 7 hay em gọi anh với tên thân mật là Tam Thất đã gửi tặng cho đội game thủ Bình Luận Viên 1 triệu Việt Nam đồng để tối ngày hôm nay sau khi kết thúc kèo này sẽ đi ăn cháo gà. Và cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng bây giờ BB bắt đầu đục vào nhà game thủ chim sẻ nắng với những con cung R của Hitty và những con lạc đà. Chim sẻ đang phải kéo quân về. Đây là cung R game thủ về lớp. Chúng ta hãy cùng chờ xem ra được cầu thủ được từ này hay không. Ok. Vâng, em sẽ nhớ lời của anh Tam Thất, đó chính là mời cả bên lớp đi ăn cháo gà nhé. Ok anh ơi. Vâng, tên này trẻ vẫn đang thủ được. Tham Lai sẽ là 8 xịt cơ bắt toàn bộ cung R cái thủ bên lớp khi trôi, khi bên lớp chui vào ngõ cụt. Vâng, bên lớp đi vào đường cụt và bị bắt khoảng một kích cung R trong tình huống vừa rồi. BB cũng làm vào nhà chim sẻ nắng nhưng không mang lại quá nhiều hiệu quả, và Tham Lai sẽ đang ở số lượng gần 1 lít. Vâng, tiệm cận 1 lít đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Đây là một máy cái thủ Mạnh Hào. Vâng, xoay thang vậy đã. Vâng, Tham Lai thì đội bạn đang đè chúng ta một chút. Thực sự là như vậy. Đang nói của thủ Mạnh Hào với Tham Lai đang ở số 20 thôi, đang cố gắng hồi với những con chém gửa đấy để đảo chim sẻ nắng. Đội bạn lại tiếp tục ốp vào nhà chim sẻ. Đây là màn máy của thủ chim sẻ. Lớp đang bận đốt nhà Mạnh Hào và bắt đầu tràn cung A ra bên ngoài rồi. Anh em phải hết sức bình tĩnh. Vâng, cung A Minh Hoàn sẽ là người đi trước vì tầm xa cung A Minh Hoàn sẽ là rất cao. Tí nữa bắt đầu giao tranh thì những con chém của game thủ đây rồi. Và như vậy là Bi đang đóng nhà quân đây. Vâng, sẽ bắt đầu đẩy đến nhà của đội bạn. Mạnh Hào sẽ người đảo và cung A sẽ đứng sau bắn chua. Nhưng đây cung R Hitty và cung R Summer, liệu tên này chúng ta có ốp được vào nhà game thủ Bi hay không? Chúng ta hãy cùng chờ. Có cả sự có mặt của game thủ về lớp đây. Vâng, quân đội bạn là rất ít trong tên này và mình nghĩ là từ tên này ăn được đấy. Vâng, thêm tên quân tiếp viện đến game thủ chia sẻ nắng và đang bắt được tên quân kéo về hỗ trợ đến của game thủ về lớp. Tham Lai sẽ là 87. Một thế trận đang rất căng dành cho cả 4 game thủ khi mà chim sẻ nắng lên cung A. Còn bên phía đối bạn là 2 cung R của Summer và cung R Hitty. Và cung R Hit của BB bắt đầu mỏng dần, cung R Summer bên lớp bắt đầu mỏng dần. Và đây là sức mạnh của những con cung A Minh Hoàn đời 3 thôi. Nó mới chỉ là cung A Minh Hoàn đời 3. Vâng, có những con chém của game thủ Mạnh Hào đảo, đó mới là sự khác biệt của chúng ta. Vâng, chúng ta có game thủ Mạnh Hào với những con ngựa chém, những con lạc đà của Grex đang đứng đảo cho chim sẻ nắng bắn chua. Và tham lai của sẻ đang số là 83/124. Vâng, đội bạn đã bắt đầu phải rút lui trong tâm vừa rồi. Vâng, đội bạn là người phải rút lui và ốp thẳng vào BA của game thủ BB trong tình huống này dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, cung A đang kéo lên là liên tục dành cho game thủ chim sẻ với 7 nhà BA xong đều của cung A Biên Hoàn. Về lớp bị bắt toàn bộ cung R của mình trong tình huống đỡ nhà cho BB. Và Mạnh Hào đang muốn lao vào bên trong nhà game thủ BB để có thể ăn dần của đối phương. Tham Lai đang ở số là 90/124 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và tên này thì đội bạn sẽ lấy gì để đỡ cung A áo của game thủ chim sẻ nắng đây? Vâng, gần 1 lít rồi, rất đông cung A chim sẻ nắng đang lao lên. Tôi đã bảo rồi, quân của chúng ta chỉ quyết định 20% tỷ lệ thắng trong một trận đấu. Vấn đề nó nằm ở bài vở. Vâng, bài đẹp chúng ta hoàn toàn có thể ăn hết, chơi hết. Vâng, Tham Lai đang ở số là 9 xích đến từ game thủ chim sẻ nắng, đục vào nhà game thủ BB. Bên lớp đang mang toàn bộ lượng quân của mình có để sang thủ nhà cho BB trong tình huống này. Mạnh Hào bây giờ có thể bắt đều 2L rồi. Tập này mình nghĩ với sự khả năng hồi Mạnh Hào có thể bắt đều 2L trong trận thiếu này. Vâng, nếu như thắng trận này thì đương nhiên là một highlight rồi anh em. Vâng, đây trồ đội bạn tăng A điên cuồng lên mà chơi thôi chứ còn gì. Tập này vâng, cứ sóc trâu cung A, sóc đều cung A ra và bổ đội bạn thôi, không phải làm gì nhiều cả. Việc đơn giản là sóc cung A và cứ dí thẳng lên cung A lên đây. Vâng, cung A Minh Hoàn nó quá khác biệt ở trong map la. Vâng, cung A Minh Hoàn nó quá khác biệt trong map la, trẻ và đang đây trồ đội bạn. Mạnh Hào vẫn có chém đảo, đó mới là sự khác biệt. Vâng, Mạnh Hào vẫn có những con chém gần đất để đảo, mặc dù anh bị hai nhà đánh chết thời điểm đầu. Nhưng anh đã xách dần chạy thẳng ra nhà chim sẻ nắng hồi lại. Và tờ này thì anh đang có chỉ một con ngựa chém đảo thôi. Nhưng hiệu quả nó là rất nhiều, khiến cho những đơn vị cung R, những đơn vị cung R của game thủ về lớp và BB đang không bắn được cung A chim sẻ nắng. Vâng, đang muốn lọt vào nhà BB đến từ game thủ chim sẻ và quân đội bạn đã mỏng đi là quá nhiều rồi. Bỏ nơi chỗ ra vào trong ăn dần em đây. Vâng, đây là ruộng chính của game thủ BB bị chơi vào. Quả này thì chứng tỏ các bạn là hôm qua bắt cháu gà, hôm nay bên lớp đã bỏ nhà ra đi tất rồi. Vâng, hôm qua vẫn còn bú bắt cháu gà ngọt tèo thì hôm nay bên lớp khả năng cao là bỏ nhà ra đi. Tham Lai vẫn cân. What the hell? Vâng, Tham Lai vẫn cân. Đội bạn hình như dường như là tham dân thì phải. Vì quân đội bạn nếu như có thì phải mang ra đây để thủ nhà chứ. Chắc là đội bạn toàn tham dân thôi anh em. Vâng, đều cùng của thủ về lớp đang muốn bắt quân tiếp viện của chim sẻ nhàng. Tham Lai vẫn cân. Chúng ta chưa nói chưa điều gì. Chúng ta đang là người có lợi thế. Khả năng cao đội bạn toàn dân thôi. Vâng, Mạnh Hào đang có khoảng gần chục con ngựa chém của Grex. Vâng, đây có cả ruộng của thủ về lớp bên này luôn.
Có cả ruộng bên lớp bên này luôn. Bên lớp đang muốn bắt từng quân tiếp viện của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, theo tin đến từ anh Tam Thất báo về là nếu như kèo đấu ngày hôm nay thắng 3C thì mỗi anh em sẽ được tặng 1 triệu Việt Nam đồng. Và mỗi anh em sẽ được tặng 1 triệu. Anh em cố lên. Kami không có gì, ok. Vâng, tham lai là 101/128 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Tiếp tục dí với nhà đối phương, nhưng tân quân trong nhà này khả năng cao bị bắt. Nhưng có tân quân bên ngoài, BB đang cố gắng giật về con dốc trên mặt 12 giờ để thủ nhà. Vâng, Việt Lâm cũng đang mang toàn bộ khung đường mình sang để kê nhà cho game thủ BB. Vâng, cùng áo sẻ vẫn đang rất đông, đúng là sự khác biệt của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, ông này chắc phải gọi là người đánh cung A hay nhất thế giới quá. Vâng, người đánh cung A hay nhất thế giới. Vâng, đội bạn vẫn đang thủ được nhà. Anh em hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Vâng, đến thời điểm này tôi cảm giác như cặp đôi Mạnh Hà và chim sẻ nắng đánh trận này là quá hay rồi. Vượt qua sự mong đợi của quý khán giả các bạn, cũng như là sức tưởng tượng cặp đôi BB về lớp sẽ đánh quá mắc. Thực sự là như vậy, sẽ đánh quá mắc bình trong trận thiếu này với bài cung A hai áo minh hoàn. Quá gắt đến người thủ chim sẻ, nhưng bây giờ thì đội quân đối phương đang khá đông, về lớp đang thực sự trâu. Và bắt đầu tràn ra để bắt tên quân này của chim sẻ nắng rồi. Chim sẻ đang có tình huống đục trên mặt 12 giờ để lao vào nhà đối phương. BB còn đang phải ăn hoang cả những con voi để có thể xong cung ra các bạn ạ. BB đang phải ăn cả voi xong cung, nhưng về lớp đang thực sự rất to. Về lớp đang thực sự là rất to. Sẻ quyết định thay đổi chiến thuật. Vâng, sẻ quyết định thay đổi chiến thuật và anh em biết sẻ muốn làm gì rồi đấy. Gần 40.000 anh em đang có mặt trên fanpage của cái thủ chim sẻ nắng. Các bạn có thể comment like và chia sẻ này nhiều nữa để cổ vũ cặp đôi chim sẻ Mạnh Hào đúng không ạ? Không dám soi tham nữa, tập không soi tham nữa. Vâng, tham lai ta bắt đầu có dấu hiệu đè xuống. Tham lai của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu đè xuống. Sẻ tiếp tục đục vào nhà cái thủ BB. Sẻ bắt đầu có tình huống muốn công vào nhà BB nhiều hơn. Tham lai chim sẻ nắng đang là 102/128. Vâng, đang muốn dí vào nhà đội bạn nhiều hơn. Cần phải bung ra để ăn bãi vàng 2. Và sẽ đã bung ra ăn bãi vàng 2 từ nãy rồi. Đây là cung R của đối thủ BB. Vâng, thế trận như thế này thì đội bạn vẫn đang là hai nhà khỏe các bạn ạ. Thế trận vẫn là đội bạn đang hai nhà khỏe. Trận này mà sẻ cân đôi thì đúng là siêu phẩm đến từ chim sẻ nắng. Vâng, Mạnh Hàm tiết thời điểm đầu sẽ cân đôi chăng. Vâng, BB vẫn đang cố gắng thủ lại cung A Min Wan trong tay cái thủ chim sẻ. BB là cung R hit. Một loại cung R cũng rất chất lượng ở trong map là. Đội bạn tập này thì chắc là cũng bắc binh công nghệ đời ba hết rồi. Và cảm ơn anh Nguyễn Thạc Khánh đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 181 sao, nhưng thời điểm này đang quá căng thẳng. Vâng, nhận đồ đến game thủ Mạnh Hào. Contact click, ok anh em. Kích 4 thành công đến từ game thủ chim sẻ nắng. Timeline chúng ta vẫn đang đè xuống. Timeline chúng ta vẫn đang có dấu hiệu đè xuống. Khi B đang đấu quân thiệt hơn với game thủ chim sẻ, vì đây là cung A Min Hoàn. Sức mạnh của những con cung A Min Hoàn nó khác biệt hơn là rất nhiều. Và những con cung A Min Hoàn trong bản đồ đế chế này nó cực kỳ ảo ma, và tên này sẽ muốn dí chết nhà game thủ BB luôn. Dí chết nhà game thủ BB trong tên này luôn. 128/148 thì chim sẻ tham lại lên lít 3 rồi. Bơm đồ cho Mạnh Hào nở lại. Và đây là cung R BB. Vậy em ơi, rồi ơi em ơi, đây rồi, BB mệt rồi, BB muốn đi ngủ anh em ạ. BB muốn đi ngủ rồi. Vâng, tên này BB sẽ lao vào góc 12 giờ, và góc 12 giờ thì BB sẽ hết toàn bộ những con cung R của mình, và sau tên này thì sẽ dí cung A lửa. Vâng, sẽ dí cung A lửa bắn tầm vào nhà bên lớp thì đội bạn lấy cái gì mà đỡ. Bên lớp sang cứu là quá muộn. Vâng, bên lớp sang cứu tên này liệu rằng đã quá muộn khi sẽ đã chiếm được con dốc trên mặt 12 giờ. BB đang bắt đầu sách dân để bỏ chạy. BB đang sách dân để bỏ chạy. Tham lại 137/148 đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Bên lớp đang có rất đông cung R Sumerian về cứu nhà cho cái thủ BB. Nhưng kể cả là đội bạn có lên đời 4 thì tầm xa đội bạn vẫn không thể nào bằng với cung R của cái thủ chim sẻ nắng đang có được. Và trận này đã quá hay rồi, và sẻ là người lên 4 thành công ở trong trận đấu này. Với tham lại là lead 3, ăn hết 3 bãi vàng đến từ cái thủ chim sẻ nắng, vẫn cần phải nâng cấp công nghệ. Có quá nhiều công nghệ cần nâng cấp đến từ game thủ chim sẻ, và bên lớp bị bắt hết cung R sang cứu nhà BB. Này thì cứu này. Vâng, này thì cứu này, vâng, cứu sang bắt ngược luôn. Nâng cấp tầm xa 7+5 cho những con cung A hài áo đến từ game thủ chim sẻ nắng. 2BC lên lửa lên bắn sát em ơi. Vâng, BB chạy đi đâu? BB ơi. Đứng hình mất 5 giây và pha vẩy e của game thủ chim sẻ nắng. BB có đen cái nhà gì đi cũng không thể chạy được nữa rồi. Vâng, nhưng pha vẩy e là quá chất lượng của game thủ chim sẻ. Không thể chạy được nông dân dành cho game thủ BB. Còn quái vật trong bản đồ la game thủ chim sẻ nắng khi được cầm cung A Min Hoàn, nó quá khác biệt. Vâng, anh em còn chờ gì nữa, 40.000 anh em đang có mặt trên bàn với game thủ chim sẻ nắng. Cậu vũ mạnh lên nào anh em ơi. Vâng, thậm chí còn Chakovchenko qua đây cậu sẻ ạ. Vâng, nó còn chơi quả Chakovchenko này thì kinh rồi. Mình nghĩ là Vlog cũng sẽ lên 4 và đánh Vlog lên 4 rồi. Vlog sẽ đánh K của Sumerian thôi. K Sumerian nó cũng rất chất lượng. Vâng, 3 triệu
đến từ anh từ Quy 7. À xin lỗi anh Tam Thất. Và nếu như mà chúng ta có chẳng may mà chúng ta không thắng thì mỗi người cũng sẽ được 500 vì trận này đánh quá hay. Vâng, trận này cũng quá hay rồi. Nếu như không thắng trận này thì mỗi người cũng vẫn sẽ được 500 được chưa? Chơi đi em ơi. Vâng, cung A lửa đến từ game thủ Chim Sẻ Nắng đang đẩy trang để có thể bắn vào những đơn vị cung L của Vlup. Vẫn chưa thấy những con hot Vlup xuất hiện. Vẫn chưa thấy những con ca to của thủ Vlup, và Vlup đang đóng một nồi ca ra đây. Nhưng mạnh hào là những con chém của Galax lao vào chém ca đi anh ơi. Vâng, lao vào chém ca tôi chứ còn gì nữa, ngán gì tầm này đứa nhậu đi. Vâng, ca to đến từ thủ Vlup nhưng ca chưa có nhiều, và nhà BK của game thủ Vlup đang bị mạnh hào lao vào chơi. Tầm xa cùng Amin One đó là quá khác biệt ở trong trận thiếu này. Tham Lai vẫn là người số lead 3. Trận này đánh quá hay đến game thủ Chim Sẻ Nắng thực sự như vậy. Đánh siêu hay luôn. Vâng, ca của Vlup chưa tụ được. Ca của Vlup chưa tụ được nhưng ca Summer nó cổng chất thật. Thực sự là ca Summer nó cổng rất chất các bạn ạ. Viên đầu tiên chưa chạm đất thì viên thứ hai nó đã ra khỏi nòng rồi. Đó là sức mạnh của những con ca Summer. Viên đầu tiên chưa chạm đất thì viên thứ hai đã ra khỏi nòng. Vấn đề của chúng ta là cần phải ăn hết vàng bên nhà cái thủ BB. Vâng, cần phải ăn hết vàng bên phía nhà cái thủ BB trẻ đang điều cung A. Và Vlup lại tiếp tục trên ca rồi. Tham lại 130 đến cái thủ Chim Sẻ Nắng, nhưng cảm giác như cung A của em đang mỏng dần đấy trẻ ơi. Vâng, cảm giác cung A trẻ đang mỏng dần. 127 trên 176 đến cái thủ Chim Sẻ Nắng. Tiếp tục bùng ra phát triển khỏe hơn nữa. Một thế trận đời 4. Rất ít khi chúng ta thấy những trận đấu 22, những trận đấu 22 ở Mapla mà đánh đến tận đời 4 như thế này. Đây sẽ một trận đấu thực sự hay và căng thẳng kịch tính. Và anh em cũng xem đi xem lại trận này thì vẫn thấy hay luôn. Đây là một trận đấu theo kiểu để đời đấy các bạn. Những trận chế để đời. Có lẽ sau kèo đấu ngày hôm nay thì mình sẽ về và sưu tầm. Mình sẽ về và sưu tầm theo kiểu là những trận chế để đời của Chim Sẻ Nắng. Sẽ quyết định công ca vào nhà BB, dọn sạch nhà BB luôn, không cho BB hồi lại. Vâng, đây là ca của thủ Vlup. Chỉ có hai con ca đây được bắn nổ luôn thôi. Vâng, ra ba con hot này thì hot này. Vâng, hot này. Vâng, ca Min Man anh ơi. Vâng, hot này. Vâng, mỗi viên ném xuống chết ba con hot. Ok anh em. Vâng, tham lại lít rưỡi đến từ cái thủ Chim Sẻ Nắng. Ngay khi nhận thấy rằng cung A yếu đi thì chúng ta đã có được những con hot đến từ xin lỗi những con ca đến từ thủ Chim Sẻ. Và cảm ơn anh Tam Thất, em đã nhận được trước 1,5 triệu rồi, tức là nếu có thua thì chúng ta cũng có 1,5 triệu. Nếu có thua chúng ta 1,5 triệu, mỗi anh em 500. Nếu có thua, vâng, thắng thì 3C mỗi anh em 1 triệu. Vâng, cho nó mát. Chơi đi em ơi, vâng, nhà báo việc rồi, lên lên hết đi. Tầm này ngắn gặp gì nữa, dô. Vâng, đây những con ca Min Hoan trong tay game thủ Chim Sẻ với tham lại lít rưỡi của mình đeo bàn máy của game thủ. Vâng, Mạnh Hào. Mạnh Hào xin kính chào, Mạnh Hào tham lại 5 xịt này các bạn. Vâng, xong chém ra thỉnh thoảng lao vào tiêu với những con ca của thủ Vlup thôi, cảm thấy ưng hoàng cấp luôn. 44-48 dành cho game thủ Mạnh Hào ở trong trận đấu này rồi. Và một quả highlight đến game thủ Chim Sẻ Nắng với thủ Mạnh Hào chăng. Và đây là cung A của game thủ Chim Sẻ Nắng đối đầu với những con hot Summer tầm xa chỉ là 7+2 được chưa. Vâng, dăm ba con ca Summer này ném. Vâng, tham lại 156-180 đến game thủ Chim Sẻ. Và một thế trận đời 4, cuộc đối đầu rất duyên nợ. Vâng, cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Chim Sẻ Nắng và thủ Vlup. Và bây giờ Sẻ sẽ ăn hết toàn bộ những máy vàng bên phía nhà của game thủ BB. Và như vậy là Sẻ muốn lên ca thần. Muốn lên ca thần các bạn. Vâng, thêm nhà chính ra để có thể ăn vàng nếu cái thủ Chim Sẻ Nắng với tham lai là 170. Ôi 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 em ơi. Bình tĩnh em ơi. Vâng, cái gì cũng có giải quyết, không nên làm liều. Vâng, cái gì cũng có giải quyết, không nên làm liều. Vâng, cũng có cực kỳ đông ca dành cho thủ Vlup. Và Vlup đang ăn vàng bên nhà Mạnh Hào, mình nghĩ như vậy. Lớp đang là người cướp vàng bên nhà Mạnh Hào, còn Chim Sẻ Nắng là người cướp vàng bên nhà BB. Một tên đi lôi ca đến từ cái thủ Vlup, anh đang chết hết toàn bộ những con ca của mình. Sau pha ra muốn chiếm lại mái vàng của Chim Sẻ, ok. Vâng, tham lại đang là lead 7. Pháo thần cái nhẹ nhờ. Pháo thần cái nhẹ nhờ. Vâng, pháo thần cái nhẹ được không anh em? Lên thôi. Vâng, nhận được đồ đến từ cái thủ Mạnh Hào để có thể búp ca thần dành cho thủ Chim Sẻ. Vlup đang phải bung ra để ăn gỗ. Vlup hết rừng rồi. Vlup hết rừng rồi. Vâng, Sẻ đang bảo kê chất lực bãi vàng này, vì đây là bãi vàng sống còn của cái thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Vâng, tham lại đang ở số tiệm cận 2 lít đến cái thủ Chim Sẻ. Một trận đấu đang rất căng. Một trận đấu đang rất căng. Rồi, nâng nhẹ quả pháo thần cho cái thủ Chim Sẻ Nắng. Cái thủ tầm này cũng hít tiêu BB đi.
Và người ta gọi là muối đốt inox anh em ạ. Muối đốt inox. Và đây là khu vực hồi của bên lớp và sẽ lao vào chơi bãi vàng của bên lớp. Và cũng như bên lớp không có vàng thì đánh đấm cái gì anh em? Bên lớp mà hết bãi vàng này thì đánh đấm cái gì? Vâng, xin phép với các bạn là tôi vẫn còn khoảng gần 2.000 vàng được chưa? Ở bãi vàng này vẫn còn, bên lớp chưa ăn hết luôn tươi. Vâng, trẻ vừa đi lỗi một tờ cả. Nhưng không sao, ngay lập tức giật lại. Và tới đây bên lớp cũng hết ca thủ đây rồi. Rồi, ok. Vâng, về khoản điều ca anh em yên tâm. Bên lớp cũng đang xách ca ra để chơi. Vâng, tham lai đang ở số 156/200 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và quan trọng là bãi vàng này bên lớp cũng đang bảo kê rất rát. Và bên lớp cũng đang bảo kê bãi vàng của mình rất rát. Bắt đầu lao bên trong để chơi với nhà game thủ bên lớp. Cung A và K đi kèm với nhau tham lai lead 6. Vâng, từ một thế trận vẫn đang khá là căng cò. Với thế trận đời 4, cuộc đối đầu đầy duyên nợ cho chim sẻ nắng và game thủ bên lớp. Từ một thế trận một thềm đầu ra được đánh giá là quân yếu hơn khi chỉ là Greg và Minwan đối đầu với Hit và Summer. Nhưng chúng ta đã đưa và câu kéo trận đấu này đến tận đời 4 và K về lớp đã chết gần hết. K về lớp đã chết hết ở nhà rồi, tuần này về lớp liệu có K thủ ruộng hay không? Vâng, đã là pháo thần đến từ game thủ chim sẻ đéo và thậm chí là dọn cả rừng không cho về lớp ăn gỗ nữa. Vâng, thậm chí là dọn cả rừng không cho về lớp ăn gỗ nữa luôn. Vâng, dọn nhà về lớp luôn, dọn hết rừng đi em ơi. Vâng, không cho ăn rừng nữa, K thần có thể cầu nổ rừng. Vâng, ca thần có thể cầu đổ rừng và bên lớp bắt đầu bung ruộng chính của mình với những khẩu pháo thần của chim sẻ nắng. Vâng, tham lai đang ở số là 182/6789 rồi. Kami báo bên là săn bằng tất cả anh em ạ. Vâng, vậy e bắt ca. Vâng, đây là pháo thần. Vâng, đây là những khẩu pháo thần đến từ game thủ chim sẻ nắng và thế trận. Vâng, cung tê đến từ game thủ Mạnh Hào. Cái gì đấy? Vâng, tôi thấy Mạnh Hào chơi cung tê các bạn ạ. Tham lai 187 đến game thủ chim sẻ và thế trận chúng ta đang cửa thắng rất cao. Sẻ còn 2.000 vàng trong người. Vâng, vẫn còn găm được vàng đến từ game thủ chim sẻ nắng. Vâng, những khẩu pháo thần của game thủ chim sẻ đang ném vào nhà bên lớp. Nhưng tuần này khả năng cao là hết pháo, không còn khoảng 4 pháo nữa. Ờ, bên lớp đồng pháo anh em ạ, không hề đơn giản đâu. Nhưng mà sẻ chết thì lại nở pháo ra thôi. Vâng, quan trọng ai là nhiều người nhiều pháo hơn. Ai là nhiều người pháo hơn, ai là người điều pháo tốt hơn. Đã bắt đầu hết vàng trên bản đồ này. Bãi vàng cuối cùng đã bị bên lớp đảo hết. Và chứng tỏ rằng cả hai game thủ đều đã hết vàng. Và bây giờ vàng là vấn đề tài nguyên có hạn và sẽ cần phải làm sao đó giải quyết cặp đôi về lớp và BB trước khi sẽ tiêu hết vàng của mình. Đội bạn còn cung R. Đội bạn còn cung R, tham lai chim sẻ đã là 2 lít rồi và đây là khung hồi của game thủ BB. Thậm chí là sẽ hoàn toàn có thể dọn rừng của đối phương để cho đối phương không ăn được gỗ với những khẩu pháo thần của mình. Với những khẩu pháo thần này hoàn toàn có thể dọn rừng của đối phương. Và liệu rằng sẽ có lựa chọn lối đánh này hay không? Chúng ta cũng chờ tham lai đang ở số là 2 lít đến chim sẻ nắng. Đội bạn đã bị co cụm về góc 3.5 rồi. Đội bạn đã bắt đầu co cụm về góc 3.5. Sẻ sắp cung tê và Mạnh Hào lên 4 chơi gì này? Vâng, BB à? À vâng, Mạnh Hào chơi quẩy Greg à? Không phải Mạnh Hào chơi quẩy Greg không đấy? Vâng, đây là Mạnh Hào g... À, vâng, cung tê và quẩy Greg ok. Vâng, tôi có đá. Tôi có đá. Vâng, tôi có đá. Vâng, Mạnh Hào quyết định chơi vài lầy hơn. Đó chính là anh chơi quả đập đá. Vâng, anh chơi quả đập đá với cặp đôi bên lớp và game thủ BB. Vâng, T kẹp với quẩy của Greg. Bây giờ diêu bổ à? À không, vâng, chơi diêu bổ đến từ game thủ Mạnh Hào. Vâng, tôi đến thần kinh với ông Hào. Vâng, chơi cả diêu bổ lần nào một rổ đá đến từ game thủ Mạnh Hào và cạn lời. Vâng, đeo mặt máy của game thủ chim sẻ nắng. Chim sẻ tham lai vẫn đang ở số 2 lít. Vâng, bắt đầu dọn rừng rồi. Bắt đầu dọn rừng à? Phải không nhờ? Vâng, tham lai 2 lít đến game thủ chim sẻ nắng này. Vâng, vàng bây giờ sóc ca hay sóc cung tê? Ôi, ca kìa em ơi! Vâng... Tôi đi ca hơi lỗi đấy. Vâng, xin chào chị Ân Ân nha. Cảm ơn chị đã quay trở lại và cảm ơn chị tặng sẻ 50 sao. Vâng, tham lai đang ở con số là 196/200. Dành cho game thủ chim sẻ nắng. Mạnh Hào sẽ có nhiệm vụ là quản rừng, không cho đối phương ăn rừng nữa. Sẻ sẽ đánh bay nhà đối phương luôn. Bây giờ chơi tê lửa với đôi bạn luôn được chưa? Vâng, hết vàng ta chơi tê lửa. Vâng, cảm giác hết vàng chơi tê lửa. Vâng, 6.000 gỗ đấy. Và gỗ nó còn tăng nữa cơ. Vâng, hết gỗ ta chơi tê lửa của Minh Hoa được triệu rồi. Ôi, dân BB đấy. Nhiều thế à, rồi anh em vào nhậu đi. Nhiều quá. Vâng, Mạnh Hào đang chơi quẩy cộng cung tê cộng diều bổ cộng các kiểu con đà điểu và anh quyết định đào đá. Vâng, ông Hào này bệnh lắm rồi anh em ạ. Bên lớp có vẻ là bắt đầu hết hot rồi. Hết cả ca luôn, dọn sạch nhà đôi bạn luôn.
Vâng, đây là bàn máy của game thủ Mạnh Hào với bài đấu được cầm quẩy đá, Zibo, cung tê. Vâng, chơi các kiểu đà điểu trong trận đấu này rồi. Tham gia đường số là 107/148 dành cho game thủ Mạnh Hào. Và tỷ số là 3-2 ở trong siêu này dành cho cặp đôi Chim Sẻ Đắng và game thủ Mạnh Hào ở trong cuộc đấu với BB và Vietlove. Tuyệt vời. Vâng, siêu phẩm là đây chứ đâu. Đây chính là một siêu phẩm dành cho cặp đôi Chim Sẻ Đắng và game thủ Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào đang chơi dìu bổ quẩy đá cung tê, còn Chim Sẻ Đắng chơi tê lửa của Vinhoan, và chúng ta giành chiến thắng và 2-0 VC dành cho Mạnh Hào và game thủ Chim Sẻ. Quân thể đầu chúng ta đánh giá lại yếu hơn, chúng ta đã giành chiến thắng ở trong trận đấu này rồi. Anh mượn